Xin chào các con. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện có tựa đề Thỏ trắng bị lừa. Ngày xưa, có một chú thỏ trắng chuyên trồng bông và trồng lúa mạch trên một mảnh ruộng. Và ở một mảnh ruộng khác, chú thỏ trắng lại trồng thêm quả cà chua và cà tím. Hằng ngày, thỏ trắng đều chăm chỉ tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc cho hai mảnh ruộng của mình. Đến một ngày, thỏ trắng phát hiện trên mảnh ruộng trồng bông và lúa mạch có rất là nhiều con bọ. Thỏ trắng hết sức là lo lắng, bèn chạy đi tìm chú ếch và nhờ chú ếch xanh tìm cách nào hướng dẫn giúp cho mình. Thế rồi ếch xanh nói: "Bạn hãy đi tìm bọ rùa 7 đốm giúp nhé." "Các bạn bọ rùa 7 đốm thật là giỏi. Chỉ cần mấy ngày thôi đã ăn hết lũ bọ phá hoại, trị xong sâu bệnh cho ruộng bông và lúa mạch." Bọ rùa 7 đốm lại bay đi. Thế rồi vài hôm sau, có mấy chú bọ rùa 28 đốm bay đến. Thỏ trắng thấy vậy bèn hỏi: "Các bạn là ai thế?" Bọ rùa 28 đốm trả lời: "Chúng tớ là bọ rùa 28 đốm, anh của bọ rùa 7 đốm đấy. Bọn tớ còn giỏi hơn bọ rùa 7 đốm nhiều lắm. Bọn tớ tới đây để giúp cậu trông nom vườn rau." Nghe vậy, thỏ trắng bèn đối xử rất tốt với bọ rùa 28 đốm. Một tuần trôi qua, thỏ trắng phát hiện lá của những cây cà chua và những cây cà tím đều bị cắn nát. Thế rồi thỏ trắng vội chạy đi tìm và hỏi ý kiến của ếch xanh. Sau khi nghe thỏ trắng trình bày, ếch xanh đáp: "Bọ rùa 28 đốm là loài bọ phá hoại mùa màng đấy, là kẻ thù không đội trời chung của nhà nông." Thỏ trắng không hiểu bèn hỏi lại: "Bọ rùa 28 đốm cũng là một loại bọ, hình dáng cũng giống như bọ rùa 7 đốm, sao lại là bọ gây hại được?" Bạn ếch xanh trả lời: "Mặc dù bọ rùa 28 đốm có hình dáng trông rất giống bọ rùa 7 đốm, nhưng đây là hai loại bọ khác nhau. Một loại bọ ăn sâu bệnh, một loại bọ là bọ ăn lá cây." Lúc này, thỏ trắng mới vỡ lẽ nên đã vội chạy về nhà đuổi hết đám bọ rùa 28 đốm, cứu ruộng cà chua và ruộng cà tím mà thỏ trắng mất bao công sức mới trồng được. Sau câu chuyện này, chúng ta đã rút ra được một bài học đạo lý: bọ rùa 7 đốm và bọ rùa 28 đốm tuy có hình dáng giống nhau, nhìn bề ngoài thì rất khó phân biệt, nhưng giữa hai loài vẫn có điểm khác biệt về bản chất. Một loài là côn trùng có ích, một loài là côn trùng có hại. Các con ạ, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng khi phân biệt sự vật cần phân tích tỉ mỉ, phải thật là động não suy kỹ, nghĩ cho kỹ, không để bị lừa bởi vẻ bên ngoài.
Và câu chuyện thỏ trắng bị lừa đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học tiếp theo vào những lần sau.